sinh năm 1990, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, người sáng lập công ty cổ phần công nghệ Goldstream. Với những thành tích đáng nể như giải nhì nhân tài đất Việt năm 2019 lĩnh vực công nghệ thông tin, top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2019, top 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2020, quán quân cuộc thi khởi nghiệp quốc gia TechFest 2020. Nhận được quỹ đầu tư 1 triệu đô la Mỹ, là đại diện duy nhất của Việt Nam về lĩnh vực công nghệ thông tin tham dự cuộc thi khởi nghiệp thế giới Startup World Cup 2021 tại Mỹ. Vâng, kính thưa quý vị, một gương mặt trẻ người nghệ đã được nhắc tới rất nhiều trong thời gian vừa qua chính là vị khách mời đặc biệt của NTV hôm nay. Xin giới thiệu là CEO Nghiêm Tiến Viễn, người sáng lập công ty cổ phần công nghệ Goldstream. Trước hết là cảm ơn Viễn đã nhận lời làm khách mời của NTV và hy vọng là chúng ta sẽ cùng chia sẻ thật nhiều những cái điều hữu ích cùng với quý khán giả của khách mời NTV về câu chuyện khởi nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Vâng, xin kính chào anh Hưng và xin kính chào các quý vị khán giả. Trước khi đi vào câu chuyện thì Nguyễn Hưng cũng như là tất cả những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chúc mừng đến Nghiêm Tiến Viễn, một trong 10 gương mặt vừa trở về từ lễ tôn vinh gương mặt Việt Nam triển vọng, và đặc biệt là chúc mừng Goldstream đã giành được cái giải thưởng hết sức ý nghĩa tại giải thưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2020 và sẽ là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Startup World Cup 2021. Cảm xúc của Viễn như thế nào về những cái điều mà chúng tôi vừa chia sẻ? Vâng, đầu tiên xin cảm ơn anh Hưng đã có lời chúc mừng đến Viễn và Goldstream. Thì đấy là cũng là một cái niềm vinh hạnh đối với Viễn, và Viễn đã là hạnh phúc. Đấy cũng là một cái vinh dự và một cái sự ghi nhận đối với cái sản phẩm của công ty Goldstream. Và chúng tôi cũng đang rất là cố gắng để mà chuẩn bị tốt nhất cho cái cuộc thi Startup World Cup sắp tới đây. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện sẽ được CEO Nghiêm Tiến Viễn hé mở ngay sau đây là gì? Xin mời chúng ta cùng đến với một clip. Với những nỗ lực cần thiết trong khuyến khích hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của chính phủ, tinh thần quốc gia khởi nghiệp đang là động lực đáng kể để doanh nghiệp cả nước nói chung, các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Nghệ An nói riêng phát triển. Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2016-2019, mỗi năm Việt Nam có trên 126.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gấp 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015. Việt Nam hiện có trên 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, đứng thứ 3 Đông Nam Á về số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, top 20 nền kinh tế có tinh thần khởi nghiệp dẫn đầu. Mặc dù vậy, Việt Nam lại là quốc gia có khả năng thấp trong thực hiện các kế hoạch kinh doanh. Khảo sát gần đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, cả nước có đến 10% doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Ở Nghệ An, giai đoạn 2016-2019, doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh với tỷ lệ 11,9% bởi tác động khởi nghiệp mạnh mẽ từ luật doanh nghiệp năm 2014 cũng như hệ thống chính sách hỗ trợ liên quan. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp nói chung, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp ở lĩnh vực công nghệ thông tin có thể đứng vững lại không chiếm ưu thế, nếu không nói là rất khiêm tốn. Nguyên nhân phải kể đến đầu tiên đó là cái cơ chế chính sách của nhà nước là đang còn một số là chưa được rõ ràng, dẫn đến cho cái khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp là chưa cao. Một cái nguyên nhân thứ hai phải kể đến đó là cái kiến thức về quản trị điều hành doanh nghiệp, về những cái kiến thức như là kiến thức marketing rồi kiến thức về thị trường, cho nên dẫn đến trong cái quá trình điều hành doanh nghiệp thì đang còn lúng túng. Một cái nguyên nhân cuối cùng nữa đó là về cái hiểu nắm vững về cái hành lang pháp lý, dẫn đến là khi mà đi vào triển khai nó sẽ có không địa đạt được những cái mong đợi của các bạn. Đó là ba nguyên nhân cốt lõi mà dẫn đến là trong cái quá trình điều hành doanh nghiệp nó chưa thực sự hiệu quả. Viễn này là một cái doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ nhưng đã có những cái thành công và khẳng định được vị thế của mình không chỉ ở Việt Nam. Vậy qua clip vừa rồi thì bạn cũng đã thấy một cái thực tế là không nhiều những bạn trẻ ở Nghệ An khởi nghiệp thành công. Bạn nghĩ sao về điều này? Khởi nghiệp thì nó chứa đựng rất là nhiều rủi ro. Và không chỉ là ở Nghệ An mà là cả ở Việt Nam cũng như là quốc tế. Thì 10 doanh nghiệp khởi nghiệp thì cũng chỉ có khoảng 1-2 doanh nghiệp là có thể thành công. Và để một doanh nghiệp có thể thành công được thì nó cũng có rất là nhiều những cái lý do. Và một trong những cái lý do mà tôi thấy là rất là quan trọng, thứ nhất đấy là về mặt ý tưởng, các bạn đã phải có một cái ý tưởng mà nó đáp ứng với cái nhu cầu của thị trường. Và thứ hai là các bạn phải biết nắm bắt được những cái cơ hội và đến với mình. Thực ra thì những cái cơ hội thì cũng rất là
thường là hiếm và nó có thể, nếu mà các bạn bỏ lỡ thì nó có thể sẽ là chuyển sang cho doanh nghiệp đối thủ hoặc là nó sẽ trôi đi mất. Đấy là những cái điều mà các bạn cần phải lưu ý và cần phải nắm bắt được những cái khoảnh khắc đến với mình. Theo bạn là một startup khởi nghiệp ở địa phương, cụ thể là như Nghệ An ấy, thì nó phải đối mặt với những khó khăn gì và sẽ nên làm như thế nào để vượt qua nó? Mình cho rằng là kể cả đối với những cái lĩnh vực khác thì cái nguồn nhân lực chất lượng cao cũng khá là khan hiếm. Tuy nhiên mình cũng có thể nhìn thấy ra xung quanh những cái startup mà xung quanh mình, thì mình cũng có thể nhận thấy một cái làn sóng là các bạn trẻ ở những cái thành phố lớn đang bắt đầu là có thể lựa chọn Nghệ An là cái nơi để mà khởi nghiệp, và mọi người đang bắt đầu là tìm về. Thì ở những cái thành phố lớn cũng sẽ có những cái vấn đề của họ về môi trường, về giao thông, và ở Nghệ An thì rất là thuận lợi về những cái vấn đề đấy. Do đó là các bạn trẻ đã bắt đầu quay về. Đối với một cái thị trường như Nghệ An thì khi mà mọi người nhìn vào thì mọi người lại nghĩ là đây là một cái thị trường chưa được phát triển cho lắm so với những cái thành phố khác. Thì do đó là mọi người còn ngần ngại để mà đầu tư. Tuy nhiên vừa rồi Viễn có gặp một giám đốc đã một công ty ở Hà Nội và đã đang phát triển hoạt động ổn định, thì anh ấy muốn mở rộng cái địa bàn của mình. Thì anh ấy đang quyết định là chọn Nghệ An để mà mở một công ty nữa. Khi mà Viễn hỏi anh ấy thì anh ấy bảo là mặc dù đúng là ở Nghệ An thì có thể là kém hấp dẫn hơn, tuy nhiên khi anh ấy về đây và anh ấy khảo sát thì cái nhu cầu mà muốn, cái nhu cầu đối với cái dịch vụ của anh ấy thì vẫn rất là lớn và chưa có ai khai thác. Thì mình nhìn theo một hướng khác thì mình có thể thấy là chính vì cái thị trường nó chưa được phát triển cho nên đó là một cái thị trường mau mỡ và chưa được có khai thác. Do đó những cái người mà đầu tiên khai phá cái thị trường đấy thì sẽ có những cái kết quả rất là tốt hơn. Cả cái cơ chế chính sách và cái môi trường, ta nói cụ thể hơn ở đây là môi trường thu hút ý, của tỉnh cũng cần phải có những cái sự thay đổi để đón nhận cái xu hướng và cái sự thay đổi mà đang rất là tích cực này. Vâng. Hiện nay thì về mặt chính sách thì Viện Thái Lai có những cái chính sách rất là tốt cho khởi nghiệp. Ví dụ như là Sở Khoa Công nghệ cũng như là tỉnh thì rất là khuyến khích các bạn trẻ khởi nghiệp, cũng như là có những cái chính sách hỗ trợ, ví dụ như là hỗ trợ văn phòng cho startup trong một năm đầu tiên chẳng hạn. Thì đây là những cái chính sách rất là thiết thực và cụ thể. Tuy nhiên là về những cái mặt khác, ví dụ như là thủ tục hành chính hay là đầu tư, thì tôi nghĩ là các sở ban ngành cần phải linh động hơn nữa và phải nhanh chóng để mà giúp cho doanh nghiệp đạt được những cái giải quyết xong những cái vấn đề về mặt giấy tờ, thì như thế sẽ tốt hơn để thu hút đầu tư. Một trong những chìa khóa để khởi nghiệp thành công mà CEO Nguyễn Tiến Viễn từng chia sẻ đó là ý tưởng đột phá, không ngại sai lầm và đồng đội mạnh. Chỉ những điều này đã giúp bạn trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin tham dự cuộc thi khởi nghiệp thế giới 2021 tại Mỹ. Vậy quan điểm của Nguyễn Tiến Viễn về vai trò của người trẻ của các startup trong công cuộc chuyển đổi số ở Nghệ An như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình Khách mời của NTV ngày hôm nay. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững thì chuyển đổi số là lựa chọn bắt buộc. Chuyển đổi số sẽ bao gồm 3 bước: số hóa tất cả các dữ liệu thành dữ liệu số, phân tích dữ liệu số theo hướng doanh nghiệp cần, áp dụng dữ liệu đã được phân tích quay trở lại phục vụ nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp. Sau khi chúng tôi chuyển đổi số thì chỉ cần các bạn sale thì dù bất cứ ngồi ở đâu cũng đều thực hiện cuộc gọi sale và chăm sóc khách hàng ngay trên nền tảng app. Cái rõ nhất mà ấn tượng nhất đến bây giờ vì thấy rằng là khi đã chuyển đổi số thì hoạt động bán hàng, hoạt động chăm sóc khách hàng được đẩy lên rất là nhiều. Và đó là cái mà rất nhiều doanh nghiệp SME hiện tại đang rất mong muốn, và chúng tôi thấy đó là điều thành công nhất. Và rất may mắn là chúng tôi đã tham gia công cuộc chuyển đổi số sớm và làm quyết liệt. Đó là những chia sẻ hào hứng của Đường Anh Dũng, giám đốc Đường Sa Group, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn thành phố Vinh khi chuyển đổi số. Tận dụng các nền tảng công nghệ sẵn có, các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bước đầu tiệm cận để có thể tiếp cận sâu hơn quy trình chuyển đổi số. Chúng tôi có những cái câu chuyện là như về mặt logistics hay là về mặt bán hàng, chúng tôi có những cái nhóm bán hàng trên Zalo, chúng tôi có những cái câu chuyện marketing trên Facebook, rồi là trên các cái các cái hệ thống mạng, các cái mạng xã hội khác nữa. Thì từ đấy là kéo gần cái lượng khách hàng, và từ đấy cũng là sàng lọc, và như vậy là cũng sẽ tạo thành một cái kênh bán hàng trong cái thời điểm hiện tại. Nếu như mà một đơn vị startup thì đã khó khăn rồi, nhưng mà ví dụ như có thêm các cái ứng dụng, có thêm các cái phương pháp làm tốt hơn, thì rõ ràng là nó sẽ giải quyết được rất là nhiều cho mình về
tiết kiệm lao động, nên tiết kiệm về hiệu quả kinh doanh và tăng hiệu quả kinh doanh lên. Rồi cái khả năng tăng cái khả năng tiếp cận với khách hàng để khai thác thị trường nó cũng rất là hiệu quả. Tuy nhiên vì những lý do khác nhau, quá trình này chưa thể tạo ra chuyển động tích cực và toàn diện. Hiện nay các doanh nghiệp Nghệ An nói chung, các doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng thì cũng đã tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Vấn đề là chúng ta phải nhìn nhận là họ tham gia ở mức độ như thế nào thôi. Tuy nhiên thì chúng ta phải thấy rằng là cái mức độ tham gia vào cái quá trình chuyển đổi số toàn diện hơn, chuyên nghiệp hơn thì cũng đang cần phải có thêm nhiều thời gian. Rõ ràng chuyển đổi số là một cái xu thế tất yếu của xã hội và doanh nghiệp càng không thể đứng ngoài cuộc. Vậy theo bạn, vì sao các doanh nghiệp trẻ, nhất là các doanh nghiệp ở khởi nghiệp ở Nghệ An lại chưa mạnh dạn tham gia vào cái cuộc chuyển đổi số hiện nay? Việc chuyển đổi số thì cũng thực ra cũng là một cái việc rất là mới trong cái thời gian vừa qua. Và do đó thì nhiều doanh nghiệp khi mà họ đã có một cái đà và đang phát triển rất là bình thường thì họ cũng ngại có những cái thay đổi mà có thể xáo trộn lại toàn bộ công ty. Và chuyển đổi số thì thực chất cũng cần một cái lộ trình bài bản, và do đó thì nó cũng cần được sự tư vấn của những chuyên gia. Và tôi cho đó là những cái trở ngại mà khiến cho những cái doanh nghiệp hiện nay chưa mặn mà lắm với cái công cuộc chuyển đổi số. Quan điểm của Viễn về vai trò của người trẻ, của các startup trong cái cuộc chuyển đổi số hôm nay là như thế nào? Đối với cái công cuộc chuyển đổi số thì Viễn nghĩ những người trẻ nên nắm cái vai trò là tiên phong, và từ cái vai trò tiên phong của mình thì mình sẽ cố gắng lan tỏa ra những cái người xung quanh trong cái doanh nghiệp của mình, trong cái cộng đồng của mình. Thì hiện nay đối với người trẻ Việt Nam, đối với các bạn trẻ hiện nay thì rất là năng động. Các bạn rất là nhanh chóng nắm bắt được những cái công nghệ mới. Và kể cả như Viễn, mặc dù Viễn cũng làm việc trong ngành công nghệ thông tin và cũng cố gắng là phát triển, học hỏi những cái mới rất là nhiều. Tuy nhiên là cũng không thể nào bằng được những cái bạn trẻ, những cái lớp sau. Do đó là Viễn vẫn luôn luôn cố gắng là phải học hỏi và luôn luôn cố gắng là tuyển dụng thêm những cái bạn giỏi hơn mình ở những cái thành phố lớn hơn mình, cố gắng là về GoStream để làm việc. Thì cái vai trò của những cái bạn trẻ rất là quan trọng và là cái mũi nhọn để mà quyết định xem cái doanh nghiệp đấy có chuyển đổi số thành công hay không. Vậy thì Viễn có thể đưa ra những cái bước đi phù hợp cho các startup muốn dùng công nghệ để kinh doanh? Từ khi mà cái công nghệ thông tin nó đã len lỏi vào từng đời sống thì có rất là nhiều công cụ và được rất là nhiều những cái công ty khác nhau đã phát triển và đã có sẵn trên thị trường. Và do đó những cái doanh nghiệp hiện tại muốn chuyển đổi số thì có thể ứng dụng những cái sản phẩm đã có trên thị trường, thì nó sẽ chi phí nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với việc là bạn từ máy đo riêng cho cái doanh nghiệp của mình. Cụ thể có những cái phần mềm liên quan đến quản trị doanh nghiệp, có những cái phần mềm liên quan đến quản trị khách hàng, và cũng có những cái phần mềm liên quan đến cái việc là những cái công việc cụ thể trong từng cái doanh nghiệp một. Hiện tại trên thị trường đã có rất là nhiều những cái công cụ để phục vụ cái chuyển đổi số rồi, và mọi người chỉ cần là tìm hiểu thêm những cái sản phẩm đấy, lựa chọn trong rất là nhiều những cái sản phẩm thì sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình. Các bạn hoàn toàn có thể là liên hệ đến những cái doanh nghiệp đấy và yêu cầu được tư vấn, thì tất cả những cái việc tư vấn đấy đều là miễn phí cả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến một phần ăn kết về các cái suy nghĩ của các cái startup trên cái thị trường Nghệ An hiện nay. Tại thời điểm trước mắt thì đối với những startup đi ngoài vấn đề về vốn này, về nhân sự, về con người để mà vận hành sử dụng được nó thì cũng bản thân cũng chưa biết hết là mình sử dụng tiếp theo như thế nào, tức là mình gần như chưa có được một cái tròn gói về cổ vấn làm thế nào để anh sử dụng như thế nào để thật sự hiệu quả. Mà muốn bắt kịp cái câu chuyện này thì nó phải có một cái lộ trình. Nó phải có một cái lộ trình và phải có cái sự vào cuộc của, như vậy là không những doanh nghiệp mà phải có sự vào cuộc của cả một cái hệ thống. Cái sự hiểu biết về cái chuyển đổi số của tôi nó chưa được nhiều. Và cái thứ hai nữa thì trong quá trình chuyển đổi số thì liệu doanh nghiệp tôi có phù hợp hay không? Để chuyển đổi số một cách toàn diện thì phải cần một cái nguồn vốn rất là lớn. Công cuộc chuyển đổi số ấy, thì để đo lường sự hiệu quả thì nó cần thời gian rất dài. Nó phải tính theo năm và thậm chí là theo rất nhiều năm. Thì cái mà doanh nghiệp thiếu nhất đó là họ không hình dung được rằng là câu chuyện chuyển đổi số sẽ giúp họ trong tương lai thay đổi ra sao, nên dẫn tới sẽ không dám quyết liệt. Hiện tại chưa có một gọi tư vấn cụ thể nào liên quan đến cái chuyển đổi số cho một cái doanh nghiệp. Chúng tôi phải tìm hiểu rất nhiều đơn vị để họ tổng hòa lại một cái kết quả cuối cùng. Thứ hai nữa, hiện tại sự liên kết giữa những cái đơn vị đó chưa có, nên là chúng tôi phải làm việc từng với từng đơn vị một
và vô hình chung thì tạo ra một cái là chi phí cho cái công tác chuyển đổi số nó tăng lên rất là cao. Qua cái trung bằng anket vừa rồi thì CEO Nguyễn Tiến Viễn phần nào đã hiểu được những cái băn khoăn của các startup và bạn có thể chia sẻ điều gì? Khi mà mình nghe những cái ý kiến của các bạn thì mình cũng rất là đồng cảm với những cái băn khoăn của các bạn. Thì cái lời khuyên của mình đấy là thứ nhất là các bạn đầu tiên phải tìm được một cái chuyên gia để mà có thể hướng dẫn mình, đưa ra những cái lộ trình cho mình chuyển đổi số phù hợp nhất với cái doanh nghiệp của mình. Thứ hai là khi mà chuyên gia đưa ra những cái giải pháp khác nhau cho cái công việc của mình thì mình sẽ lựa chọn những cái công nghệ, những cái phù hợp nhất đối với cái doanh nghiệp của mình để mà áp dụng. Và tôi tin rằng là nếu các bạn chọn một con đường đi đúng thì các bạn sẽ vừa tiết kiệm được chi phí và vừa nâng cao được cái hiệu quả của doanh nghiệp. Như Viễn vừa thấy thì kinh phí để tham gia vào cuộc chuyển đổi số cũng là một cái vấn đề mà các doanh nghiệp khởi nghiệp đặc biệt quan tâm, với những cái băn khoăn và lúng túng rất là dễ hiểu. Viễn chia sẻ như thế nào về những cái băn khoăn này? Thì đúng là nếu mà để chuyển đổi số một cách toàn diện doanh nghiệp thì đúng là sẽ cần phải đầu tư chi phí rất là lớn. Tuy nhiên các bạn thường, các doanh nghiệp thường sẽ đầu tư từng phần một. Tuy nhiên cái lộ trình như thế nào và cái gì làm trước, cái gì làm sau thì bắt buộc là phải có cái sự đầu tư nghiên cứu, cái sự tư vấn của các chuyên gia để mình biết được là cái gì cần phải làm trước và cái gì cần phải làm sau để mình có thể đầu tư theo từng giai đoạn một. Đối với Viễn thì Viễn khuyên các bạn, Viễn nghĩ là cái đầu tiên mà các bạn cần phải chuyển đổi thì là cái phần dữ liệu về khách hàng của mình. Và cái việc dữ liệu về khách hàng thì có rất là nhiều những cái sản phẩm trên thị trường có thể đáp ứng được cái nhu cầu đấy, và các bạn chỉ cần lựa chọn trong những cái sản phẩm đấy và chi phí nó sẽ rất là thấp, chi phí nó sẽ vừa phải đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Cái chuyển đổi số này nó cũng là cái thời cơ để giúp cho các cái doanh nghiệp ở cái lĩnh vực ngoài khoa học, ngoài công nghệ thông tin cũng có thể tham gia vào để tận dụng, để tạo ra một cái sự thay đổi cho chính doanh nghiệp của mình. Bạn chia sẻ điều gì? Có một cái kỷ niệm mà Viễn thấy nó cũng rất là đơn giản thôi. Ví dụ như Viễn thường xuyên là rửa xe ở một vị trí và một cửa tiệm cố định. Sau đó một ngày Viễn đến thì từ đó Viễn thấy là chỗ đấy bị đóng cửa. Lúc ở đấy thì không còn một cái thông tin gì nữa để mà mình biết. Thì mình nghĩ là tất cả mọi doanh nghiệp đều nên số hóa cái dữ liệu về khách hàng của mình, để khi bất cứ có một cái thay đổi nào mình đều có thể nhắn được đến cho khách hàng, đều có thể tiếp cận được đến với khách hàng của mình để thông báo cho họ về những cái thay đổi, để thông báo về cái chính sách mới, về cái khuyến mãi mới. Đấy là những cái điều mà rất là tốt cho bất kỳ một cái doanh nghiệp nào. Ngoài ra thì đối với từng doanh nghiệp cụ thể có những cái nhu cầu về mặt chuyên môn khác nhau thì lúc đó mình mới nghĩ đến những cái chuyện là chuyển đổi số về những cái mặt sâu hơn. Là một người trẻ đang từng bước đưa sản phẩm của mình ra để chinh phục thế giới, kể cả với những cái thị trường khó tính như là Mỹ đi. Từ câu chuyện của bản thân mình thì bạn muốn gửi gắm điều gì đến các bạn trẻ đã và đang và sẽ khởi nghiệp trong cái kỷ nguyên 4.0? Như Viễn cũng có nói thì khi mà các bạn đã quyết tâm khởi nghiệp thì các bạn thứ nhất là phải dám chấp nhận thất bại, và thứ hai là mình đã muốn cái gì, tức là mình đã mong muốn và mình đã bàn với nhau rồi thì mình hãy quyết tâm là làm cái việc đấy đến cùng. Rất là cảm ơn Nguyễn Tiến Viễn về những cái chia sẻ cởi mở hết sức là thẳng thắn vừa rồi, và chắc chắn rồi những câu chuyện mà khách mời NTV đề cập ngày hôm nay sẽ giúp các bạn trẻ đã đang và sẽ khởi nghiệp rất nhiều những bài học đáng quý, bởi nó được chất lọc từ vốn kiến thức sâu sắc phong phú từ thực tiễn trải nghiệm với rất nhiều những lần thất bại để có được thành công của CEO Nguyễn Tiến Viễn. Và chương trình khách mời của NTV Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay cũng đến đây xin được kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình lần sau. Thank you.